đàn ông đam mê ân ái với bồ hơn vợ bởi điểm chí mạng này. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, những cuộc tình vụng trộm chẳng có gì bổ béo. Rốt cuộc điều gì khiến đàn ông ngoài tình bất chấp đạo đức gia đình mà chạy theo? Vì ở cô bồ có những điều đàn ông cực kỳ thích. Những ông chồng đi ngoại tình đều tự cho rằng vì họ mãi là người chủ động trong mọi cuộc yêu, là người khơi mào nên lâu dần cảm thấy nhàm chán. Đàn ông thích thấy phụ nữ thể hiện ham muốn tình dục mạnh mẽ, vậy nên chỉ cần bồ cuồng nhiệt, họ sẵn sàng phản bội vợ ngay lập tức. Chưa kể, những phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông đã có vợ thường có kỹ thuật phòng the điêu luyện. Không chỉ chủ động, nhưng tình còn mãnh liệt, hư hỏng và sáng tạo, nên đàn ông một khi đã dấn thân sẽ rất khó rút chân ra khỏi mối quan hệ sai trái ấy. Những cô bồ luôn biết cách kích thích chuyện ấy ở phái mạnh. Đây là điều mà có lẽ các bà vợ cũng nên quan tâm. 1. Bồ luôn khen ngợi người tình trên giường. Lời khen ngợi tất nhiên ai cũng muốn nghe. Nếu như phụ nữ luôn muốn được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực, nhưng lại e ngại trong chuyện đó, thì đàn ông ngược lại. Họ thực sự muốn được người phụ nữ của mình coi trọng và ghi nhận sự vượt trội của mình trong chuyện chăn gối. Đàn ông luôn cho rằng khả năng làm chuyện ấy một phần nào đó chứng tỏ sức mạnh của mình. Do đó, họ rất cần sự động viên, tán thưởng từ nửa kia sau mỗi lần gần gũi để có thêm tự tin vào bản thân mình. Các cô bồ làm rất tốt điều này. 2. Bồ chủ động trong chuyện ấy. Thông thường, nam giới thường chủ động tấn công khi lâm trận, nhưng đôi khi cánh mày râu cũng thích phụ nữ nắm quyền chủ động. Việc được người tình chủ động tấn công khiến họ kích thích hơn, ham muốn tăng cao hơn, nhập cuộc mạnh mẽ hơn. 3. Đàn ông yêu bằng mắt, đó là sự thật. Nhiều người phụ nữ than phiền rằng chồng mình chắc chắn có bồ, anh ấy không còn quan tâm đến chuyện vui vẻ cùng mình nữa. Nhưng có thể người phụ nữ đó không hình dung được rằng chính việc buông thả bản thân, ăn mặc lôi thôi, hôi hám là nguyên nhân khiến người đàn ông không có hứng thú với chuyện đó. Đàn ông không phải là kẻ háo sắc, nhưng niềm đam mê hứng khởi trong chuyện tình dục thực sự cần phải được khơi dậy bằng một vẻ ngoài sạch sẽ, hấp dẫn và tự tin. Và điều thường thấy là các cô bồ luôn biết cách ăn diện sao cho khi bước vào phòng ngủ, cơ thể luôn thơm tho, sạch sẽ và ăn mặc gợi cảm, cuốn hút. Vì thế các bà vợ hãy thường xuyên chăm sóc cho bản thân mình tốt lên, đẹp lên để không trở nên xấu xí và mất đi sự quyến rũ. 4. Bồ luôn tìm cách làm mới cuộc yêu. Nam giới thích phụ nữ sáng tạo, thay đổi không gian yêu, thử những tư thế mới, những trang phục mát mẻ. Đôi khi bất chợt yêu theo kiểu tự phát, thay đổi màn yêu đương quen thuộc thì nam giới sẽ khó cưỡng lại được và cuốn ngay vào cuộc yêu. Đây chính là điểm các bà vợ thường thua kém các cô bồ bởi vướng bận con cái và thiếu không gian riêng. 5. Bồ thường nói những lời gợi tình trên giường. Nhiều bà vợ tưởng rằng khi đã lâm trận thì ngôn ngữ không cần thiết nữa. Nếu bạn nghĩ thế, bạn đã lầm. Lúc đó, đàn ông rất lắng nghe mọi lời âu yếm thì thầm của bạn, kể cả những âm thanh rất nhỏ như tiếng thở, tiếng rên. Đàn ông chán nhất người phụ nữ cứ lặng im như thóc, chẳng bao giờ nói lên cảm xúc của mình, cũng không hề đặt một câu hỏi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta. Nhưng đàn ông thường tìm được điều này ở nhân tình. Các cô bồ nói những chuyện mang tính khiêu gợi, thậm chí là những lời tục tiểu. Họ chia sẻ cảm nhận về cuộc yêu. Cánh đàn ông cho rằng, việc làm đó khiến họ thoải mái lâm trận hơn việc phụ nữ cứ nằm im re, không biết lối nào mà lần. 6. Vợ hay thiếu tự tin, sợ để lộ cơ thể, bồ thì không. Trong đời sống ái ân, hầu hết các bà vợ đều ngại ngùng lấy quần áo che đi phần cơ thể của mình khi đứng trước mặt chồng. Đơn giản bởi vì họ nghĩ rằng mình không có được một cơ thể tuyệt vời như mong muốn, đặc biệt là sau khi sinh đẻ. Và đây chính là một điều sai lầm khiến các quý ông khó chịu. Phụ nữ nên nhớ rằng, cảm giác thiếu tự tin sẽ khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt đối tác. Trong khi người tình của chồng bạn
thì không hề ngại ngần trước việc nu khiến đàn ông luôn tìm được cảm giác kích thích. Đàn ông sinh ra để yêu cơ thể người phụ nữ. Họ không quá quan tâm đến số đo ba vòng của người mình đã lựa chọn. Bởi vậy, cánh mày râu cũng sẽ không để ý đến những khuyết điểm mà bạn vẫn cho rằng nó làm cho mình kém hoàn hảo. Yếu tố mới lạ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Khi đời sống tình dục trong hôn nhân trở nên nhàm chán, những màn dạo đầu nóng bỏng, những câu tán dương dường như thành sáo rỗng, thì một yếu tố mới mẻ sẽ khiến đàn ông lao vào như thiêu thân. Những lời khen ngợi trên giường hay những phản ứng của sự kích thích vô cùng mới mẻ cũng khiến chuyện ấy thêm phần hấp dẫn. Đó là lý do vì sao nhiều người thích làm chuyện ấy với bồ hơn vợ của mình. Điều bất ngờ trong suy nghĩ của đàn ông khi ngoại tình. Điều đầu tiên khiến đàn ông hứng thú với việc ngoại tình chính là được cặp kè với phụ nữ đẹp. Phụ nữ đẹp ở đây không chỉ là những cô nàng độc thân mà còn là những người đàn bà đã có gia đình. Phụ nữ đã có chồng, có điều gì mà lại khiến đàn ông say mê đến vậy? Thứ nhất, có lẽ vì họ đẹp. Người ta vẫn thường nói, gái một con trong mòn con mắt mà. Sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ dường như phát triển một cách cân đối và nảy nở hơn. Vẻ đẹp hình thể của họ hấp dẫn, dễ thu hút những người đàn ông khác. Tiếp đó, hầu như đa số họ đều có tính cách rất dễ chịu. Do đã có gia đình, quen với việc chăm chồng, chăm con, nên khi đến với người tình, họ cũng sẽ dịu dàng và chu đáo như vậy. Duyên dáng, tinh tế và hiểu chuyện chính là những ưu điểm nổi bật của người phụ nữ đã có gia đình. Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất chính là cảm giác được chiều chuộng. Cảm giác mà mình chưa cần nói thì đối phương đã hiểu mình cần gì, muốn gì. Nếu đàn ông độc thân mà cặp kè với phụ nữ đã có gia đình, gần như 99,9% chỉ là yêu đương qua đường. Bởi vì họ là trai tân, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Hà cớ gì mà lại phải đa mang đèo bồng một người phụ nữ đã kết hôn và cả con cái của họ? Rồi họ hàng, người thân của họ sẽ nói gì? Bây giờ, kể cả tình yêu hay hôn nhân đều cần sự thực tế. Một cuộc hôn nhân cần tính đến trách nhiệm với cả ba thế hệ, phụng dưỡng cha mẹ, đảm bảo cuộc sống vợ chồng và nuôi nấng con cái nên người. Trường hợp thứ hai là suy nghĩ của người đàn ông đã có gia đình. Phụ nữ buộc phải chấp nhận một thực tế, mối quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng ở mức tình nhân. Có yêu nhau đến mấy cũng khó mà tiến xa hơn được. Lý do đàn ông ngoại tình nhưng không bỏ vợ đã được chúng tôi phân tích rất kỹ trong bài viết này. Bất luận là cặp kè với đàn ông độc thân hay đã có gia đình, cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Những người ngoại tình, đặc biệt là tái đi tái lại nhiều lần, thường chớp bất cứ cơ hội nào để làm việc này và có khả năng tách bạch tình cảm. Một số nam giới có thể ngoại tình vì họ không thỏa mãn, nhưng thường thì đàn ông không ăn phở vì hôn nhân của họ bất hạnh. Theo Faderly, đàn ông ngoại tình bởi họ nghĩ rằng mình có thể thoát tội và vì họ sẵn sàng để bản thân cuốn theo chuyện đó. Thật lạ, ngoại tình lại là một hành vi người ta biết thừa rằng không phải là một người chồng, người cha tốt, nhưng nhiều người đang có gia đình hạnh phúc, yêu thương lại sẵn sàng vượt rào. Họ nghĩ, tôi chỉ ngoại tình thôi mà, ngoài chuyện đó ra, tôi vẫn là người đàn ông tốt, đáng tin cậy, có trách nhiệm với gia đình, sẵn sàng có mặt khi vợ con cần. Robert Weiss, một chuyên gia trị liệu và tác giả một số cuốn sách về hôn nhân, ngoại tình cho biết. Trong mối quan hệ đó, đàn ông thường không xác định mối quan hệ dài lâu với nhân tình. Khi bị phát hiện, họ sẽ không chút do dự mà chia tay ngay lập tức. Vì họ nghĩ nhân tình như một món trang sức đẹp, sáng chói, nhưng đến một ngày nào đó cũng sạm màu. Đã là trang sức thì có cũng được, không có cũng không sao, vui thì mang vào, buồn thì vứt đi, không cần lo nghĩ. Lúc này, sự quan trọng của vợ và nhân tình luôn do lòng dạ của đàn ông quyết định. Khi họ không còn xem trọng vợ nữa, thì nhân tình sẽ chiếm ưu thế. Còn đàn ông còn yêu thương vợ, thì mãi mãi vợ vẫn là số một không thay thế được. Đàn bà nên nhớ rằng,
bản thân mình là người phụ nữ danh chính ngôn thuận do anh ấy cưới về, đừng bao giờ hạ thấp mình trước người thứ ba. Nhưng tình đơn thuần chỉ là kẻ đến sau, mãi là người dư thừa trong mối quan hệ này. Dấu hiệu cảnh báo khi đàn ông ngoại tình bắt đầu mua quà cho vợ, khá nhiều quà, cảm giác tội lỗi núp dưới bóng quà cáp. Chỉ thông qua việc tặng quà cho vợ, anh ấy mới bớt áy náy. Anh ấy thường xuyên gây chiến tranh với bạn. Chồng bạn cố tình bịa ra vài lý do để nổi điên lên, tạo thành cơn cuồng phong trong nhà, và vì vậy, anh ấy sẽ có cơ hội đi gặp người tình. Kẻ bội bạc thường hành động như thế này do những xáo trộn trong cảm xúc, nửa muốn cặp bồ, nửa day dứt với vợ. Ở nhà, chồng bạn ủ rũ, nhưng khi rời nhà, anh ấy lại tỏ ra khá vui vẻ, giống như mọi sầu thảm của anh ấy đều bắt nguồn từ vợ. Nếu cặp bồ trong thời gian dài, anh ấy sẽ cố gắng giữ cho hai mối tình được yên ấm. Nhưng nếu bỗng dưng kẻ bội bạc yêu bồ hơn yêu vợ, thì anh ấy sẽ khó chịu khi ở bên vợ, và sự căng thẳng trong quan hệ vợ chồng là điều khó tránh. Chồng bạn liên tục bóng gió về sự chia cắt khi kết thúc cãi vã hay tranh luận. Anh ấy có thể phát ngôn thế này: "À, cảm thấy không sống được với nhau thì thôi." Hoặc, "Nếu mọi chuyện kết thúc, anh vẫn sẽ coi em như một người bạn." Nói chung, đàn ông hiếm khi mê bồ tới mức muốn bỏ vợ. Nhưng nếu anh ấy thốt lên những câu tiêu cực về hạnh phúc gia đình, bạn càng nên cẩn thận hơn. Anh ấy dường như không bao giờ nói chuyện với bạn. Dù chung sống với vợ, nhưng chồng bạn không muốn kết nối với vợ. Anh ấy trở nên lạnh lẽo và chẳng bận tâm đến cảm xúc của bạn. Khẩu vị âm nhạc bỗng nhiên thay đổi. Nếu trước đây anh ấy thích nhạc pop, thì bây giờ anh ấy say mê nhạc sến. Chồng bạn có thể đặt sự thích thú vào một loại nhạc mới bởi vì cô nhân tình của anh ta thường xuyên nghe loại nhạc này. Anh ấy không còn hứng thú với vợ con và cuộc sống gia đình nói chung. Chồng bạn bắt đầu khép cửa phòng khi bạn đi lanh quanh gần đó hoặc khi bạn chuẩn bị bước vào phòng. Những cặp đôi chung sống với nhau nhiều năm thường có xu hướng suồng sã, không cần khép cửa, thậm chí là cửa nhà tắm, dù người bạn đời có ở ngay bên cạnh. Nếu anh ấy chú trọng giữ ý tứ với vợ, thì có nghĩa là anh ấy cố tình tạo một khoảng cách để tránh thân mật với bạn. Anh ấy không còn khen ngợi diện mạo của vợ. Anh ấy cũng chẳng buồn nói anh yêu em hoặc bày tỏ những cử chỉ yêu thương khác. Chồng bạn cảm thấy ngại ngần khi bạn làm điều gì đó tốt đẹp cho anh ấy. Chồng bạn chuyển hướng sang buộc tội vợ lẳng lơ mà không có bằng chứng thuyết phục. Anh ấy thích dành thời gian cho bạn bè hơn cho vợ con. Anh ấy dường như hay giật mình thức giấc, nguyên nhân từ cảm giác bất an khi anh ấy không biết mình đang ngủ trên giường cùng vợ hay cùng bồ. Đồng thời, chồng bạn cũng xuất hiện những hành vi lạ lùng trong giấc ngủ như thường xuyên gặp ác mộng, nói lảm nhảm, khó ngủ. Năm mẫu phụ nữ khiến đàn ông có vợ bất chấp tất cả để ngoại tình. Đàn ông ai chẳng thích phụ nữ đẹp, thông minh, nhất là gặp những mẫu phụ nữ này thì khó anh chồng nào qua được ải mỹ nhân, không ngại lao vào cuộc tình vụng trộm với họ. Dưới đây là những mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mệt say đắm. 1. Đàn bà hấp dẫn, nóng bỏng, lả lơi. Đàn bà đẹp, quyến rũ, nóng bỏng, chưa bao giờ thôi hấp dẫn với đàn ông, bất kể là dạng đàn ông nào. Bởi đàn ông được ví như động vật của thị giác. Phụ nữ có thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh xắn và tỷ lệ cơ thể cân đối, hấp dẫn sẽ thu hút được sự chú ý đặc biệt của họ, khiến họ mê mẩn và khao khát. Họ không chỉ bị quyến rũ bởi cảm xúc, mà còn tơ tưởng đến những phút giây ân ái nồng nàn cùng cô ta. 2. Người yêu hoặc tình nhân cũ. Bạn gái, đặc biệt là tình nhân cũ, đối với đàn ông đều để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp, bởi giữa họ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Các nhà tâm lý học giải thích, mối quan hệ này mang đến cho đàn ông những cảm giác đặc biệt, nên rất dễ nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn. 3. Phụ nữ có chất đàn bà. Đây chính là người đủ nữ tính, đủ nhẹ nhàng để đàn ông có cơ hội được bảo bọc và chở che. Khi đàn ông ở bên người phụ nữ này, họ thỏa nhu cầu được làm người đàn ông chân chính. Không chỉ vậy,
chất đàn bà ở phụ nữ còn là bản năng làm mẹ, làm vợ, là người lo toan nhà cửa, gia đình. Kiểu phụ nữ này, đàn ông nào cũng khao khát, thậm chí là bất chấp để ngoại tình. 4. Phụ nữ luôn biết tôn trọng đàn ông. Là phái mạnh nên hầu hết đàn ông đều có cái tôi rất cao và luôn có nhu cầu được người khác tôn trọng, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh mình. Tôn trọng ở đây bao gồm tôn trọng ưu điểm, khuyết điểm lẫn những điều mà đàn ông còn thiếu sót. Họ thích được tôn vinh và công nhận những thành quả của mình. Đàn ông rất thích ở bên những người phụ nữ này vì họ cảm thấy tự tin, bản lĩnh, được là chính mình, thứ mà sau khi kết hôn, vợ không mang tới. 5. Đồng nghiệp tinh tế, trẻ trung. Người gần gũi với chồng nhất sau vợ có lẽ chính là những đồng nghiệp cùng cơ quan. Làm việc với nhau 8 tiếng một ngày, thời gian chồng chuyện trò cùng vợ có khi còn nhiều hơn với vợ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất là khi nữ đồng nghiệp lại là người vô cùng dịu dàng, tinh tế, khéo léo và chỉnh chu, tươi tắn, trái ngược hoàn toàn với cô vợ lôi thôi, tất tả ở nhà. Về nhà, căng thẳng bởi cơm áo gạo tiền, bởi con cái bao nhiêu, thì đến cơ quan lại được nữ đồng nghiệp hài hước, khiến cho vui vẻ, thoải mái bấy nhiêu. Đàn ông nào chẳng thích, chẳng mê mệt. Họ chỉ đang âm thầm tấn công, chực chờ một cơ hội để phá bỏ giới hạn mà lừa dối vợ con thôi. Đàn ông hay phụ nữ dễ ngoại tình hơn. Nghiên cứu cho thấy, ở độ tuổi 18 đến 29, phụ nữ ngoại tình thường xuyên hơn nam giới. Nhưng ở những khoảng tuổi khác, tỷ lệ nam giới lừa dối trong hôn nhân lại cao hơn. Ngoại tình được hiểu một cách chung nhất là sự vi phạm quy tắc hoặc thỏa thuận của một mối quan hệ, thể hiện ở việc thân mật hoặc quan hệ tình dục với người không phải là bạn đời. Nhưng thực tế, mỗi người định nghĩa ngoại tình theo những cách khác nhau. Phụ nữ thường coi các vấn đề tình cảm quan trọng hơn tình dục, trong khi đàn ông có thể lại thấy khác. Tuy nhiên, dù ở góc độ nào, hình thức ngoại tình nào cũng có thể gây ra tổn hại đáng kể cho một mối quan hệ. Theo giáo sư Roten Na Uy, người tiến hành một nghiên cứu về ngoại tình năm 2022 nói rằng, nguyên nhân ngoại tình rất phức tạp, nhưng lý do quan trọng nhất thường là do cảm giác thiếu gần gũi và thân mật trong mối quan hệ. Ông chia lý do ngoại tình thành 5 loại chính. Yêu một người khác. Phụ nữ có xu hướng làm điều này, yêu và sau đó cho phép mình lừa dối. Vui vẻ qua đường. Cơ hội ngoại tình đến bất chợt và bạn sa ngã. Điều này có thể xảy ra ở cả hai giới. Thiếu một cái gì đó trong mối quan hệ hiện tại và đi tìm điều này ở một nơi khác. Mong muốn thoát khỏi mối quan hệ hiện tại và sử dụng sự lừa dối làm cầu nối để tiến tới một điều gì đó mới. Ngoại tình để điều chỉnh cảm xúc của mình. Việc đàn ông hay phụ nữ lừa dối nhiều hơn trong các mối quan hệ là điều phức tạp và không có câu trả lời rõ ràng. Theo kết quả thống kê từ Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ, IFS, đàn ông có nhiều khả năng lừa dối hơn phụ nữ, với 20% nam giới và 13% phụ nữ được cho là có quan hệ thân mật với người khác ngoài bạn đời. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo tuổi tác. Từ khoảng 18 đến 29 tuổi, phụ nữ thừa nhận ngoại tình nhiều hơn nam giới. Ở tất cả các nhóm tuổi ngoài phạm vi này, đàn ông có xu hướng ngoại tình cao hơn. Cả đàn ông và phụ nữ đều có xu hướng thừa nhận ngoại tình thường xuyên hơn khi có tuổi. Bên cạnh số liệu thống kê về ngoại tình cho thấy tỷ lệ đàn ông lừa dối nhiều hơn phụ nữ, thống kê cũng chỉ ra giới nữ rất giỏi che giấu chuyện ngoại tình. Nguyên nhân được cho là phụ nữ có nguy cơ mất nhiều hơn nếu bị phát hiện không chung thủy như ly hôn, thách thức tài chính và áp lực nuôi dạy con đơn thân. Hơn thế nữa, phụ nữ có nhiều khả năng gặp phải bạo lực từ bạn đời. Điều này khiến họ ít thú nhận chuyện ngoại tình hơn phái mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!